Phụ thân của ngươi hiện giờ đang ở đâu hả? Xin bệ hạ thứ lỗi cho thần thiếp, thần thiếp thật sự không biết ở đâu. Vậy thì ta phải làm gì mới tốt đây? Dù cho ông ấy là phụ thân của thần thiếp, nhưng lại làm chuyện đó với thế tử cùng với vua của đất nước này, đây rõ ràng là tội mưu phản. Thần thiếp mong rằng bệ hạ hãy nghiêm phạt phụ thân của thần thiếp thật thích đáng. Nếu là thế tử phi thì đương nhiên phải đối đáp như vậy rồi. Nhưng thế tử cũng không biết là thật ra ta không hề tin ngươi. Xin bệ hạ thứ lỗi. Ngày mai ngươi sẽ chính thức trở thành hoàng phi. Ta không thể nào đoán được tâm tư của ngươi, nhưng dù gì ta cũng mong rằng ngươi sẽ thấu hiểu đạo lý mà phò tá thế tử cho tốt. Bệ hạ. Được rồi, mau lui ra ngoài đi. Bệ hạ, hiện tại thì thế tử đã đi tìm bức mật thư để tiêu diệt tên quỷ kia, nhưng mà tới giờ vẫn chưa tìm được. Có thể tìm trong một ngày không? Bệ hạ, người cứ chờ xem sao. Dù cho có tìm thấy đi nữa thì hiện giờ thế tử vẫn chưa thể dâng người bằng hữu thân thiết nhất của mình cho quỷ được đâu. Sau này thế tử sẽ còn phải đối đầu với những thử thách lớn hơn, khi đó thì nhất định phải chịu đựng. Nếu như nó có thể sống sót thì gan vàng sẽ thuộc về nó. Còn ta vì điều gì mà hy sinh, nó sẽ hiểu thuộc. Đêm nay tên quỷ đó sẽ không chỉ bắt người nhận trách nhiệm về chuyện này, mà hắn nhất định sẽ không để yên cho cả thế tử điện hạ nữa. Ta phải làm sao đây? Cứ để cho tên quỷ không thể biết được là thế tử có liên quan tới chuyện này. Ta cần sự giúp đỡ của tả tướng. Hạ thần xin tuân chỉ. Hạ thần đã hiểu ý của ngài. Hạ thần nhất định sẽ dốc hết sức mình. Ta xin lỗi người tạ tướng. Tâm sự vào vào cô đó. Ta chỉ đi có một lúc thôi, phải bao chóng quay về liền đó. Đại ca, hai người có quan hệ gì vậy hả? Ngươi biết làm gì? Trê giác xuống, người ta nói phải mau quay về kìa. Đẹp nha. Ngươi tỉnh lại đi cái thằng này. Dù có tốn thiếu tới cỡ nào thì cũng đâu có tới mức đó. Nhìn nam nhân mà cũng đỏ mặt nữa. Đến mức này rồi chắc sẽ không bị lộ đúng không? Vẫn còn sống sao? Hiện tại bệ hạ vẫn bình an vô sự đúng không? Đứa trẻ đó hiện giờ đang ở đâu? Bây giờ vận mệnh của đất nước đang lâm nguy, tại sao ngài lại đi tìm đứa trẻ đó chứ? Ngươi có biết vai trò của mẫu hệ trong bức mật thư là gì không? Ta vẫn chưa chắc chắn được. Con gái của Seo Trong Đô là Seo Chin, cũng chính là hậu duệ duy nhất của mẫu hệ được viết trong bản ghi chép. Nhưng mà hậu duệ của mẫu hệ chỉ là một người bình thường, không thể nào lại có sức mạnh để đấu lại tên quỷ kia. Vậy thì vậy nên ta nghĩ rằng ta phải dâng cô ấy lên cho quỷ thôi. Đây là lý do mà ngài đi tìm kiếm Giang Xuân xong để dâng lên cho quỷ hả? Không còn cách nào khác. Đặt sinh mạng của một bách tính bình thường giao tay tên quỷ ác độc, ngài nghĩ làm như vậy là đúng đắn hay sao hả? Thế tử điện hạ Trung Hiên mà ta từng phò tá,
để lại cuốn sách ghi chép không phải để cho ngài làm điều độc ác như vậy đâu. Ta cũng vậy. Nếu như lấy tính mạng của mình ra mà có thể tiêu diệt được tên quỷ thì ta cũng sẽ làm. Tại sao nhất định phải là cô ấy chứ? Tại sao ta phải dâng cô ấy lên cho quỷ để có được vị trí này chứ? Chỉ có thể oán hận ông trời mà thôi. Mau giao cô ấy cho ta. Ta cũng không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu. Ta vẫn biết rõ tấm chân tình mà ngươi đã dành cho cô ấy, nhưng mà không thể trì hoãn thêm được nữa. Nếu như trước khi mặt trời lặn mà ta không thể tìm được Xeo Chin để đưa đến chỗ quỷ thì không thể cứu bệ hạ được nữa. Mau lên. Kim Song Vương, giờ ngươi không định chiến đấu với một quan thần của đất nước nữa hay sao? Hãy chọn đi. Cứ chọn tình cảm với cô ấy hay là bách tính của đất nước này? Ta thật sự không biết là bây giờ cô ấy đang ở đâu. Từ khi từ cung trở về ta đã không thấy. Giờ ta cũng đang đi tìm cô ấy đây. Đã 5 canh giờ trôi qua rồi sao? Nếu như ngươi tìm được thì ngươi nhất định phải đưa cô ấy vào cung. Ta tin tưởng ngươi. Đây không phải là nơi bếp Tông Sử cùng Kim Sông Danh đối đầu lần trước sao? Ồ, ngài nghĩ là có khi nào Kim Sông Danh đã nói dối ngài hay không? Nếu đổi lại là ta thì cũng khó có thể nói ra sự thật được. Điện hạ, hình như là ở đằng kia. Đi thôi. Ừ trời, cái gì vậy? Hả? Ôi trời, sao Thế tử điện hạ lại tới đây vậy? Mà ngài đang làm cái gì vậy? Người tránh ra đi. Ôi trời, nè, điện hạ, ở đây ngoài sách ra thì không có cái gì đâu. Ngài thật sự quyết định sẽ dâng Xeo Chin lên cho tên quỷ kia sao? Xeo Chin không phải là vị bằng hữu quan trọng nhất của ngài sao? Nơi đây là nơi Chô Giang Xuân ẩn nấp đúng không? Ôi trời ơi, cái tên họ Chô kia từ sáng sớm đã bỏ đi rồi. Hắn đi mất rồi thưa điện hạ. Đã đi đâu? Dạ, chuyện đó thì tiểu nhân cũng không biết. Đại nhân của tiểu nhân cũng vừa mới đi tìm đó, nhưng mà vẫn chưa thấy tin tức của hắn ta. Ở đây không có ai thưa điện hạ. Xem ra mấy lời lúc nãy của Kim Xuân Vinh hoàn toàn là thật rồi. Hiện giờ chúng ta không còn thời gian nữa đâu. Mau chóng tìm kiếm khắp nơi cho ta. Dạ điện hạ. Trời ơi. Ôi trời, người này sao đổ nhiều mồ hôi quá vậy? Nhiều mồ hôi quá. Trời, thả tôi ra. Là đại nhân ta sai chăm sóc ngươi mà. Ở đây là ở đâu?
là nơi ở của đại nhân Kim Song Vân. Chính đại nhân của ta đã cứu người thoát chết trong gang tấc đó. Thả ra. Vậy là Sơ Chinh cũng ở đây sao? Đại nhân vừa ra ngoài tìm Sơ Chinh rồi. Vậy sao? Thật may quá. Ôi trời, mà sao tất cả các người đều hỏi Sơ Chinh vậy? Lúc nãy Thế tử Điện Hạ cũng vậy đó. Điện Hạ đến đây sao? Vết thương của ngươi vẫn chưa có lành đâu, tạm thời cứ ở yên chỗ đi. Nhưng sao Điện Hạ, có việc gì mà Điện Hạ nói là đến tìm Sao Chinh, lật tung hết cả nhà cửa lên rồi rời đi. Nhưng mà không hiểu vì sao Điện Hạ lại muốn dâng Sao Chinh cho tên quỷ kia nữa.